Nếu có nhu cầu mua nick, anh em đến ngay shoptnz.vn, shop chính chủ duy nhất của kênh Trải Nghiệm Game. Ở trong clip này, mình sẽ có event tăng ạc cho anh em nhé. Chào anh em, đến hệ lên. Xạ thủ là một chất tướng vô cùng quan trọng, và đặc biệt là ở trong meta xạ thủ này. Thì để mà gánh team tốt, việc chơi vị tướng xạ thủ, và là quan trọng hơn, chúng ta phải có vị tướng xạ thủ để chơi, vô cùng quan trọng. Event hôm nay của chúng ta muốn trải nghiệm đó chính là event sở hữu toàn bộ vị tướng xạ thủ chỉ từ 29 quân nguyên thôi. Sự kiện này thì chúng ta có lựa chọn vào cơ hội như là chọn toàn bộ xạ thủ, hoặc là chọn một xạ thủ. Chọn một xạ thủ tức là chúng ta phải chọn được một trong các xạ thủ thôi. Còn toàn bộ tức là chúng ta nhận được cái rương đó, nhận được toàn bộ xạ thủ trong chỉ một lần. Sức hút quá lớn hơn nào. Nhưng mà nếu không có xạ thủ thì chúng ta không có loa bé, loa to ở đây, mà chúng ta nhận được đó chính là huy hiệu xạ thủ để đổi vị tướng xạ thủ khi chúng ta đủ các huy hiệu đó. Không dài dòng thêm, test ngay cho anh em. Chắc hẳn rất nhiều anh em đang muốn tham gia nhưng mà lại đang chờ test đúng không nào? Đừng quên để lại một like và share clip này đi nhé. Như mọi khi thôi, đầu tiên chúng ta thường hay mở 5 rương đầu tiên. Tại vì 5 rương đầu tiên vô cùng quan trọng, nó xét cho mình hên hay là xui. Xem ra cái điểm báo của mình có vẻ khá là xui trong ngày test hôm nay nhá. Hôm nay mình bỏ ra là 2.000 quân huy để mà test cho anh em. Sau khi mở xong thì mình sẽ mở từng rương cho anh em nhé. 5 lần mở từng rương cho anh em để mà test cho anh em. Một huy hiệu xạ thủ là thấp nhất, 3 huy hiệu xạ thủ là có lời nhá. 2 huy hiệu thì thuộc dạng tạm thôi. Phải được nhiều nhất là 5, 4 và 3. Và sau khi anh em có các huy hiệu, anh em lựa chọn đổi huy hiệu. Vậy là chúng ta vừa tiêu đi đó chính là 260 cân huy. 260 cân huy mà mở được đổi lấy Caffini có vẻ khá là lời. Tại vì hiện tại khi mà Caffini đang được giảm giá 30% thì là 379 cân huy đúng không ạ? Như vậy chúng ta chỉ cần bỏ ra 260 cân huy thì nhận được Caffini, như vậy là có lời. Chúng ta tiếp tục mở các rương với 5 là con số may mắn của chúng ta. Mở 5 thì được 8, không lời cho lắm. Mở 5 thì được 9 á, có vẻ hơi nhọn ta. Yeah, vậy là chúng ta được chọn một xạ thủ. Chúng ta xem chọn một xạ thủ có gì nhá. Như vậy chúng ta có thể lựa chọn là Elsu, Wit, Lindy và tất cả vị tướng khác. Hoặc là anh em có thể đổi lấy huy hiệu xạ thủ. Khá thú vị nha anh em ơi. Mình sẽ để tạm ở đây và làm các vị tướng xạ thủ khác trước. Chúng ta sẽ tiếp tục mở xem là cơ hội để nhận cái rương toàn xạ thủ nó như thế nào nhé. 5 là thấp nha anh em ơi, 5 là thấp nhé. Một lần chơi lớn, xem anh em có trầm trồ không nào. Chơi lớn một lần nha anh em ơi. Một lần 1.000 con huy luôn. Đừng quên để lại một like và share clip này cho hết nhé, để có thể làm thêm các chuột bạch cho anh em hơn. Vậy là chúng ta chơi lớn 35 rương luôn ạ. Chúng ta xem sau khi mở xong 35 chúng ta nhận được gì ha. Nào, anh em đã sẵn sàng chưa? 1 2. Không, anh em đợi lâu. Mở nào. Ô, 35 nhận lại được 53. Hiện tại chúng ta có tổng cộng là 106 huy hiệu. Và với 106 huy hiệu này, các bạn có thể đổi thẳng vị tướng như là đây là Caffini chẳng hạn. Chắc hẳn anh em đang rất là trầm trồ với sức mạnh vị tướng Caffini rồi đúng không? Đây là vị tướng rất là bá đạo, nên chẳng lý do gì chúng ta lại không đổi cả. Tiếp theo là Joker, một vị tướng có giá khá là đắt, đó chính là 28.888 vàng. So với 18k của Caffini, Joker hoàn toàn đắt hơn rất nhiều. Ở rương trọng tướng này các bạn chỉ chọn được Elsu, Wiz và các vị tướng khác. Tức là chúng ta có các chọn một này nó hoàn toàn khác các chọn một chúng ta mở ở trong rương kia. Tại vì chọn một này nó có giới hạn các vị tướng các bạn có thể đổi được. Nó khác xa hoàn toàn. Đây, ở đây các bạn chỉ có thể đổi được 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ạ. 6 vị tướng. Đầu tiên mình xin lựa chọn là chính là Elsu, một vị tướng dù bị giảm sức mạnh ở phiên bản beta 20 nhưng giá trị sử dụng và sức bắn ở rất là bá đạo. Mặc dù là giảm sức thương chiêu 2 các kiểu nhưng mà nói chung chất tướng là còn nên trọng dụng. Tiếp theo là Lendis, một tướng xạ thủ được ưa chuộng ở đi rừng nhé các bạn ơi. Mặc dù hiện tại là thời đại sát thủ nhưng mà đi rừng, nhưng mà xạ thủ như Lendis vẫn luôn được trọng dụng ở trong các bụi rậm ha. Lựa chọn tiếp theo của mình chắc chắn là Tel'Annas rồi. Một cô nàng bắn tỉa rất là bá đạo. Chỉ cần xanh và được late game thì sức mạnh rất là khủng khiếp. Tiếp theo là Wiz. Vậy là chúng ta còn sự lựa chọn cuối cùng của chọn tất cả. Chọn tất cả các bạn thì chọn được tất cả các vị tướng xạ thủ, nhưng mà ở đây là chọn một nhá, chứ không phải là rương chọn tất cả. Đó là một cái điều rất là buồn. Mình tưởng là mình có thể chọn cái rương mở tất cả thì điều đấy càng tuyệt vời hơn. Các bạn thì lựa chọn vị tướng mà mình cần và chưa có. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn Moren. Moren là một trong vị tướng xạ thủ có thể cầm đi sâu đường, rất là mạnh về cuối game nha anh em ơi. Và đặc biệt cái khoản ăn tà thần thì cũng gọi là tuyệt vời. Giáp rất là trâu. Đó là sơ qua về event đổi huy hiệu đường xạ thủ. Hy vọng rằng qua clip này anh em đã được các nhận định và kinh nghiệm riêng của mình rồi. Đừng quên để một like, share clip. Và tiếp theo chúng ta đến phần tặng ạt cho anh em như thường lệ nhé. Like và share thật mạnh cùng bình luận để làm thêm nhiều hơn cho anh em nào. Hello chào tất cả anh em, đến hẹn lại lên và shoptnz.vn lại tiếp tục tài trợ và tặng ạt cho anh em. Đương nhiên rồi, vừa rồi làm cái event về các vị tướng xạ thủ rất là quan trọng ở trong phiên bản hiện tại và cả phiên bản beta 20 sắp tới. Shop Trải Nghiệm Game, shoptnz.vn, shop nick chính chủ chuyên bán ạc cho anh em. Ở đây anh em có thể mua các nick thẳng, biết được trong đó có các vị tướng gì, bảng ngọc gì, bậc rank gì, trang phục gì và có đúng ưng ý của anh em không thì hãy lựa chọn, đó chính là phần mua thẳng ở bên Liên Quân. Còn nếu các bạn nào muốn thử vận may, hãy lựa chọn phần 9k. Thử vận may 9k, chúng ta phải chấp nhận hết xui. 35% ạc không đúng mật khẩu, 35% ạc không thay đổi mật khẩu và 30% ạc trắng tin. Trước khi mua ở phần 9k này, anh em hãy đọc trước hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Còn từ 30k trở lên, 30k, 50k, 75k, 110k, 250k và 700k, tất cả đều trắng tin. Cái nào không trắng tin sẽ được đền bù lại 100% lượng tiền anh em mua. Hôm qua ngày 8 tháng 4 thì bên nhân viên của app thì bị mất điện, thành ra là có một chút sự cố rep tin nhắn hỗ trợ cho anh em một chút chậm chế. App thay mặt nhân viên và shop gửi lời xin lỗi đến tất cả anh em. Tại vì hôm qua báo đến nó kinh khủng của anh em ạ, bị mất điện các kiểu, thành ra là phục vụ có hơi chậm chút. Nhưng anh em yên tâm, phục vụ có chậm nhưng hoàn toàn uy tín, chậm nhưng mà chắc chắn anh em sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng nhất. Không nói gì dài thêm, ở trong clip này mình lại tiếp tục tặng ạc cho anh em. Hy vọng rằng các anh em nào xem clip của S đừng quên để một like và share clip. Đồng dạng bình luận thật nhiều vào, bình luận càng nhiều, like càng nhiều, tặng ạc lại càng nhiều hơn ha. Ok, mình sẽ mua hơn chục ạc cho anh em ngay bây giờ. Let's go. 3, 4 nhá, 5, 6, 7, 8 đúng không ạ? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ạ. 16 ạc vừa được mua xong. Dư lại 22k mình sẽ mua ở phần này. Đấy, mình mua xong thêm cả phần 9k nhá. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4. Anh em vào phần tài khoản vừa mua để check các tài khoản anh em vừa mua xong và check đúng ngày nhá. Mùng 8 tháng 4 là hôm qua mình vừa tăng ạc cho anh em hôm nay. Hôm nay là mùng 9 tháng 4 đây. Anh em thấy không? Đây, đây, đây rồi. Từ số 17 đấy ạ, là 19 tháng 4. Đây là các ạc mà em muốn dành tặng cho anh em để anh em thể vào check và hy vọng anh em sẽ nhận được các ạc tuyệt vời nhất. Từ số 17 đến nào? Từ số 17 đến số 32. Từ số 17 đến số 32 nha anh em ơi, là các hạt 30k. Đây, anh em nào mà chưa xem kịp thì có thể tạm dừng clip để xem lại ạ. 17 đến 32. Còn một chút 9 tháng 4 đây, là số 35 và số 36 đấy ạ. Đây, số 35 và số 36 là hai hạt 9k. Mình phải mua để cho anh em test. Đó, anh em chưa? Vậy là từ số 17 nha anh em ơi, 17 đến 32. Ok. Khi các bạn có nhu cầu mua nick, đừng quên lên shoptnz.vn và bạn của các bạn nếu có nhu cầu, hãy giới thiệu cho họ shoptnz.vn nhé. Mọi thắc mắc và sự cố liên hệ ngay shop Trải Nghiệm Game. Đây, ở cái phần fanpage này, anh em hãy liên hệ với shop Trải Nghiệm Game chứ đừng PM hay là comment ở bất kỳ nơi khác. Chỉ cần PM vào shop Trải Nghiệm Game này sẽ được nhân viên của kênh và shop giải đáp nhanh, hiệu quả nhất cho anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.